Xin chào các bạn. Và hôm nay Hải Vũ đang có mặt tại vườn của anh Đường ở núi Thành. Thì vườn anh Đường đang sở hữu khá là nhiều cây mai lớn. Thì cũng nhân dịp đầu xuân thì Hải Vũ ghé thăm vườn anh Đường và quay cho cả nhà mình xem một số tác phẩm của vườn anh Đường nghe cả nhà. Đó, mà anh em đang ở Huế giao lưu với anh Đường chụp tấm hình kỷ niệm. Rồi xin chào hết các anh. Xin chào anh Trí. Đây anh Đường. Chủ các tác phẩm mai vàng ở đây. Rồi chúng ta xem những cây mai tàn lớn trước. Mấy cây mai này tàn và tay cành nó cũng nhìn nhận ngồi nó rất là nhuyễn nghe cả nhà. Nhìn cái đường tay nó khá to. Đó, cây này nó nhìn vậy chứ cũng khá là nghệ thuật. Đường tay nó lắc lượng và rất là to và khá đều. Đây, đây là cây chủ chốt của anh Đường cả nhà. Một cây mai toàn rất lớn, bộ bể rất là lớn, lan cho hoa cũng khá đẹp. Cả nhà xem. Hôm nay là mùng 11 rồi. Đang còn hoa khá là nhiều. Cái nhà xem cái chân rễ này. Cái này Hải Vũ cũng đã làm nhiều video ở trong dịp xuân tại thành phố Đà Nẵng đó cả nhà. Đó, bây giờ đó về đây cũng khá là ổn định và đang phát cho hoa khá nhiều. Cái bộ bể hay quá, bộ rễ hay quá. Giống như mì tôm vậy đó, cục cục. Cái rễ nào nó cũng lắc lượng rất là hay, rất là quái. Cây ấn tượng nhất của vườn anh Đường đây. Một cây bonsai đại. Nhìn bộ rễ hay quá cả nhà. Đó. Dám cơi rễ, dám chơi những cái này với hai này cả nhà. Đó. Có một cái tử. Đẹp quá. Nước hoa cũng rất là đẹp. Vườn anh Đường đang sở hữu rất là nhiều cây mai lớn. Và những cây bonsai cũng rất là đẹp. Đây là cây khế này. Đó, cả nhà xem xung quanh có những cây xanh đây. Những cây mai tàn lớn cũng sẵn dịp đây có mấy anh em Huế cũng vô tham quan đây này cả nhà xem rất là to lắm nghe cả nhà. Lá xanh mướt, cây phát triển rất tốt. Đây mà tới Tết thì chắc nó cho một vườn vàng rực, quá đẹp luôn. Bộ bể dữ dàng lắm cả nhà nghe. Cây quá hồng. Đó, những cái mai tàn dù lớn. Cái này là cây hai thân nhưng mà mỗi thân nó cũng khá to. Thân lớn nhất chắc phải là 100 á cả nhà. Đó. Tàn dù. Đây mình qua đây quay mấy cây, nói chung là mai tàn dù nhiều. Qua đây quay cây thị cho cả nhà xem cây thị như thế nào nghe. Này có hai cây thị siêu to khổng lồ. Cây thị này hành chắc cỡ ngàn á cả nhà ơi. Rất là to luôn.
To mà lùng lực, những cái đường tay cành này nuôi được phải nuôi khá là lâu. Chà, hai cả nhà xem hai cái chậu. Quá khổ cài. Ít nữa không có lá. Không có hoa. Bấm luôn hả anh Đường? Cái nhìn cổ cay quá ha. Có cách tay cũng rất to. Thành đây là gốc, là gốc trong trong nó dịp ra trên đường hả? Cái này gốc ở trong quận Ngãi là trong quận. Đường cảnh cũng to, rất to. À đây à, chiều đây mình ra luôn cỏ. Chiều ra luôn hả? À? Chứ không không bận lại ra. Để mình còn bận chỗ việc nữa. Rồi anh em tham quan tí nha, chỉ dạo dạo tham quan tí. Nói chung là những cây cốt cách khá to, tàn dù cũng vậy, vườn rất nhiều. Cây này là cây lộc vừng nha cả nhà, lộc vừng, cây mai vàng. Cái này cũng rất là xuất sắc. Tàn dù khá đều. Rất đẹp không mọi nhà. Chà. Bể dế không? To lắm này. Bể chân rễ này. Chân rễ anh ta nổi hết lên trên. Rễ dữ dàng không mọi nhà. Cây quá đẹp, tàn tay cành cũng lực lưỡng, đế cũng rất là nhiều, rất hay, thân sáng vàng. Rồi tiếp tục cành. Cây này cũng rất là nghệ thuật nè cả nhà. Một cái mai, mai con, mai chậu. Cả nhà xem cái bộ bể này. Bể quá đẹp rồi. Thân lát lượng, rất đẹp. Rồi và rồi như vậy thì đầu năm Hải Vũ cũng vô thăm vườn mai của anh Đường, thì cũng quay cho cả nhà mình xem và chiêm ngưỡng một số tác phẩm ở đây. Nói chung là chủ yếu là những cây mai tàn lớn, tàn dù. Ở đây đang có một cây nghệ thuật thì cũng những cây tàn dù thì mình cũng lướt sơ cho cả nhà mình xem và chiêm ngưỡng cho vui. Rồi Hải Vũ xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.